Em, anh có điều muốn nói rằng tự nhiên anh nhớ em nhớ vòng tay, hay là anh sang nhà em để ôm em cái nhờ nhìn em thôi rồi anh đi về ngay. Mình yêu nhau đã bao lâu, giờ anh muốn nắm đôi bàn tay cùng em đi chơi khắp thế giới tới những nơi ta xem ở phim. Nào em thích đi Hàn Quốc hay là sang Nhật Bản, cầm tay anh đi thật xa nơi này thôi. Nào ta cùng đi lên tàu bay đến nơi, ta cầm tay uống bia, ta cùng say, ta sẽ nghe chung bài nhạc thật hay. Mình cùng nhau đi ăn mì cay, tay cầm tay ta đi cầu may, rồi chọn ngày ta về cưới nhau. Dù mai sau em ra đi, anh vẫn sẽ yêu em và baby, anh sẽ không để em muốn đi. Cho dù chỉ là những chuyện lý kỳ, sẽ không bao giờ đâu, cả cuộc đời chỉ luôn một câu rằng em ơi, anh chỉ yêu em. Em ơi ra để anh bảo đây, nếu anh làm sai không được giận lâu đây, nếu ra ngoài kia ai nói tán thì em cứ đánh ngay vào chỗ ấy cho anh. Mai đây anh sẽ phải đi công tác xa, em yêu hay cứ nuôi con và ở nhà chờ anh về rồi anh mua quà em nha. Giờ anh muốn nắm đôi bàn tay cùng em đi chơi khắp mọi nơi tới những nơi ta xem ở phim. Nào em thích đi Hàn Quốc hay là sang Nhật Bản, cùng nhau đi thật xa nơi này thôi. Ta sẽ nghe chung bài nhạc thật hay, mình cùng nhau đi ăn mì cay, tay cầm tay ta đi cầu may, rồi chọn ngày ta về cưới nhau. Dù mai sau em ra đi, anh vẫn sẽ yêu em và baby, anh sẽ không để em muốn đi. Cho dù chỉ là những chuyện lý kỳ, sẽ không bao giờ đâu, cả cuộc đời chỉ luôn một câu rằng em ơi, anh chỉ yêu em. Alo à? Em, anh có điều muốn nói rằng tự nhiên anh nhớ em nhớ vòng tay, hay là anh sang nhà em để ôm em cái nhờ nhìn em thôi rồi anh đi về ngay. Mình yêu nhau đã bao lâu, giờ anh muốn nắm đôi bàn tay cùng em đi chơi khắp thế giới tới những nơi ta xem ở phim. Nào em thích đi Hàn Quốc hay là sang Nhật Bản, cầm tay anh đi thật xa nơi này thôi. Nào ta cùng đi